Nhiều cử tri kỳ vọng dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi sẽ đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng chống bạo lực gia đình đang có dấu hiệu gia tăng trong xã hội thời gian hiện nay. Ghi nhận một số ý kiến cử tri tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi mong muốn rằng là trong dự thảo luật nên đưa ra các cái biện pháp răn đe nghiêm khắc hơn nữa. Ví dụ đối với các cái hình thức thì có thể là không phải là chỉ có phạt tiền mà đưa đi lao động công ích, hoặc là có cái hình thức phạt nó phù hợp để sau khi anh nhận cái hình thức phạt đó xong rồi thì anh sẽ nhớ là cái việc làm của mình là không đúng. Quốc hội kỳ này các vị quốc hội họp thì cũng nên đưa ra và bàn bạc một cách là thấu đáo và có những cái ý tưởng như là phải có những cái chế tài để mà răn đe đối mà xử phạt nặng đối với những cái hành vi mà vi phạm đến cái thân thể. Nói về mà luật phòng chống bạo lực gia đình thì đã 15 năm trôi qua và đã triển khai thì tôi thấy là cái tình hình nó cũng đã có một cái sự tốt hơn, cải thiện tốt hơn. Tuy nhiên đâu đó vẫn còn nhiều trường hợp, tại vì đây là một vấn đề khá tế nhị và thường là trong nội bộ gia đình nhiều người không dám công khai ra ngoài, nên khi mà gọi là dự thảo luật này cũng có những vấn đề rất là tâm lý, và tôi thấy những cái điều sửa đổi lần này cũng gọi là có một cái bước tiến rất là mới, và tôi hy vọng lần này sẽ triển khai được hiệu quả hơn. Với cá nhân tôi thì rất là mong muốn là cái việc sửa đổi luật phòng chống bạo lực gia đình trong cái đợt này thì cũng rất mong Quốc hội và đại biểu Quốc hội chúng ta sẽ thứ nhất là phải nâng cao cái trách nhiệm cá nhân đối với các cá nhân cũng như là các cơ quan chức năng trong việc phối hợp xử lý các cái vụ việc bạo hành gia đình.